đá phát diệp, di sản thế giới Tràng An đã trở thành điểm đến lý tưởng cho khách du lịch bốn phương mỗi khi đến với Ninh Bình. Thưa quý vị, năm 2018, tỉnh Ninh Bình có rất nhiều các hoạt động chào mừng đại lễ kỷ niệm 1050 năm nhà nước Đại Cồ Việt. Lễ hội Tràng An năm 2018 với chủ đề Tràng An kết nối di sản là một chương trình nghệ thuật đặc sắc cũng nằm trong các hoạt động kỷ niệm này. Bên cạnh những tiết mục được sân khấu hóa theo không gian cổ xưa, chúng ta còn được thưởng thức những tiết mục, các loại hình nghệ thuật đặc sắc đến từ nhiều vùng miền khác nhau trên cả nước cùng hội tụ về miền di sản Tràng An. Đặc biệt hơn, chúng ta sẽ có cơ hội được giao lưu, tìm hiểu những nét đặc trưng trong văn hóa của các nước bạn trong khối ASEAN cũng hội tụ về dòng sông di sản Tràng An. Và ngay bây giờ, chúng ta sẽ cùng về với miền di sản Tràng An để khám phá những nét thú vị của chương trình. Đi giữa mênh mang sông nước ân tình,
đất thấp thoáng phiêu du tràng an. Kìa sông trong lòng núi, kìa núi trong lòng người, người trong lòng tôi một trời tráng an. Nàng thơ của đất, nàng thơ của trời, sẽ tiễn người với người về nơi đây. Thưa quý vị đại biểu khách quý, giữa đất trời thiên nhiên, di sản thiên nhiên và văn hóa Tràng An, chúng tôi hân hoan được chào mừng tất cả quý vị đại biểu khách quý, quý vị và các bạn gần xa về tham dự sự kiện đặc biệt hôm nay, lễ khai mạc lễ hội Tràng An 2018. Bài hát đầu tiên Phiêu Diêu Tràng An, Mỹ Vân và Lê Anh hy vọng rằng đó cũng chính là cảm giác của tất cả chúng ta khi đang ở trong không gian đặc biệt này, cũng là lời mời gọi tất cả mọi người hãy về với Tràng An của năm 2018. Xin cảm ơn các nghệ sĩ. Kính thưa quý vị đại biểu, thưa quý vị khách quý, lễ hội Tràng An từ lâu đã trở thành điểm hẹn văn hóa truyền thống với rất nhiều các hoạt động đặc trưng, không chỉ trở thành niềm mong đợi thường niên của người dân Ninh Bình mà còn thu hút sự quan tâm của du khách trong nước cũng như quốc tế. Và như quý vị thấy là chúng ta đang ở trong một không gian rất hài hòa giữa thiên nhiên, di sản văn hóa và con người. Và đặc biệt là chúng ta có thể cảm nhận được rằng đất trời Tràng An ngày hôm nay giống như một bà mẹ thiên nhiên diệu kỳ. Và thưa quý vị, trong năm 2018 này có rất nhiều điều đang mời gọi du khách bốn phương về với Tràng An của chúng ta. Không chờ đến thời điểm chính thức khai hội của năm nay thì hàng chục nghìn du khách trong và ngoài nước đã có mặt tham dự lễ hội suốt đầu năm đến nay. Ngoài ra, trong chính dịp này, rất nhiều những đoàn nghệ thuật của các nước ASEAN cũng đến tham dự và biểu diễn những tiết mục để chào mừng cho sự kiện của chúng ta. Và kính thưa quý vị, cho phép chúng tôi được trân trọng giới thiệu sự hiện diện của các vị khách quý đã dành thời gian quý báu của mình để đến tham dự chương trình ngày hôm nay. Xin trân trọng giới thiệu. Chào đón sự hiện diện của tất cả quý vị. Thưa quý vị, trong rất nhiều cảm xúc đang có mặt với tất cả chúng ta lúc này, ban tổ chức xin trân trọng kính mời quý vị cùng lắng nghe những thông điệp khai mở chương trình này. Trân trọng giới thiệu và kính mời ông Tống Quang Thìn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh Ninh Bình.
Kính thưa các vị đại biểu, khách quý, thưa toàn thể nhân dân, quần thể danh thắng Tràng An, di sản hội tụ những giá trị đặc sắc về văn hóa và thiên nhiên trên phạm vi toàn cầu. Nơi đây đan xen những dãy núi đá vôi là hệ thống các thung lũng, hang động, xuyên thủy, thảm thực vật, rừng nhiệt đới nguyên sinh, quanh năm có sương sớm mây chiều, cùng những đền chùa miếu phủ tựa mình bên vách đá với mái ngói cổ kính, rêu phong, chập mạc. Đặc biệt, nơi đây còn in dấu tích của người tiền sử với những nền văn hóa tiếp nối, kéo dài hàng ngàn năm đã tạo nên một di sản hỗn hợp văn hóa và thiên nhiên thế giới đầu tiên ở Đông Nam Á. Quần thể danh thắng Tràng An là điểm giao thoa giữa quá khứ và hiện đại, giữa lịch sử và văn hóa, giữa thiên nhiên và con người. Nơi đây chứa đựng những nét vàng son của lịch sử truyền thống dân tộc được cha ông ta lưu truyền từ ngàn đời nay. Chính mảnh đất linh thiêng này, cách đây 1050 năm, năm 968, Vạn Thắng Vương Đinh Bộ Lĩnh sau khi đánh dẹp và thu phục 12 sứ quân, thống nhất Giang Sơn, đã lên ngôi hoàng đế, xưng là Đại Thánh Minh Hoàng đế, lập nên nhà nước Đại Cổ Việt, nhà nước phong kiến trung ương tập quyền đầu tiên ở Việt Nam, lấy niên hiệu là Thái Bình, khai mở nền chính thống quốc gia, mở ra một trang sử mới cho sự phát triển của dân tộc Việt Nam sau ngàn năm Bắc thuộc. Tiếp nối truyền thống hào hùng đó, vào thế kỷ thứ 13, sau cuộc kháng chiến chống quân xâm lược Nguyên Mông lần thứ nhất, năm 1258, vua Trần Thái Tông nhường ngôi cho con trở về vùng núi Tràng An, Ninh Bình, lập am tu hành, xây dựng thành cung Vũ Lâm, trở thành căn cơ địa vững chắc của quân dân thời Trần trong cuộc kháng chiến chống quân Nguyên Mông lần thứ hai, lần thứ ba. Hành cung Vũ Lâm trở thành nơi xuất gia tu hành của Phật Hoàng Trần Nhân Tông trước khi Ngài tu Thiên Yên Tử, lập thiền phái Trúc Lâm, khai mở dòng Phật Pháp Việt Nam. Xuôi dòng Tràng An nước biếc xuyên qua các hang động đến với đền Nội Lâm, một trong tứ trấn của kinh đô xưa, vào đền Suối Tiên với nước non linh thiêng huyền ảo, nơi còn lưu giữ dấu ấn văn hóa độc đáo, đó là ngôi đền thờ Thánh Quý Minh Đại Vương, một trong ba vị thánh đản là tướng thời Hùng Vương thứ 18. Có công chiêu dân lập ấp Trấn Hải Sơn Nam, trong tâm thức của người dân luôn suy tôn Ngài là vị thần dẹp trừ tai ương, giúp cuộc sống muôn dân yên ổn, tốt lành. Các triều vua sau này tôn vinh và ban sắc phong là thượng đẳng thần. Với sự hội tụ độc đáo đó, quần thể danh thắng Tràng An lưu giữ nhiều di tích lịch sử và các công trình tôn giáo, tín ngưỡng nổi tiếng, tạo ra nhiều giá trị thiên nhiên và văn hóa đặc sắc để cùng nhau hòa quyện, thăng hoa và nâng tầm các giá trị nổi bật toàn cầu của di sản. Không chỉ có dấu tích của đền chùa miếu phủ, nơi đây còn lưu giữ một lễ hội văn hóa dân gian độc đáo là sinh hoạt văn hóa tinh thần của người dân vùng cố đô, đó là lễ hội Tràng An. Lễ hội Tràng An là lễ hội tưởng nhớ và tri ân Thánh Quý Minh Đại Vương cùng các bậc tiên hiền đã công với quốc gia, dân tộc. Lễ hội Tràng An cũng là biểu hiện rõ nét của tín ngưỡng thờ thần, một trong những sinh hoạt văn hóa dân gian mang đậm bản sắc văn hóa Việt Nam, thu hút đông đảo nhân dân trong vùng và du khách thập phương tới dự và chiêm bái. Lễ hội cũng chính là dịp để giáo dục truyền thống yêu nước, tinh thần đoàn kết, thể hiện truyền thống uống nước nhớ nguồn, lòng thành kính, sự tri ân và tính nhân văn sâu sắc trong cội nguồn văn hóa Việt Nam. Lễ hội cũng là dịp để cầu mong quốc thái dân an, mưa thuận gió hòa, mùa màng tốt tươi, người người hạnh phúc. Trong khuôn khổ vùng di sản văn hóa và thiên nhiên thế giới, nơi hội tụ vẻ đẹp của danh lam thắng cảnh hòa trong vẻ đẹp của văn hóa truyền thống, lễ hội Tràng An năm 2018 với chủ đề Tràng An kết nối di sản có nhiều hoạt động nhằm mở rộng giao lưu văn hóa giữa các dân tộc Việt Nam và các dân tộc trong khu vực Đông Nam Á. Đặc biệt, lễ hội Tràng An năm nay lần đầu tiên chào đón các đoàn nghệ thuật trong khu vực ASEAN hội tụ tại dòng sông di sản Tràng An để kết nối và giao lưu văn hóa truyền thống. Với những nét đẹp văn hóa đặc trưng của các dân tộc Việt Nam và các dân tộc các nước ASEAN như Indonesia, Malaysia, Myanmar, Philippines, Singapore sẽ là một sự kết nối độc đáo, ấn tượng, chắc chắn sẽ thu hút đông đảo du khách trong và ngoài nước, góp phần làm phong phú thêm những hoạt động thiết thực chào mừng các sự kiện lớn của đất nước. Chào mừng kỷ niệm 1050 năm nhà nước Đại Cổ Việt 968-2018, đồng thời sẽ để lại trong tâm thức du khách trong nước và quốc tế những hình ảnh và tình cảm sâu đậm về mảnh đất và con người Tràng An Ninh Bình. Đây chính là điểm nhấn cho thấy sự đổi mới của vùng đất cố đô trong dòng chảy giao lưu và hợp tác văn hóa thời kỳ hội nhập, góp phần quan trọng vào sự quảng bá du lịch và phát triển kinh tế xã hội của tỉnh.
Với tinh thần đó, tôi xin long trọng tuyên bố khai mạc lễ hội truyền thống Tràng An năm 2018. Xin kính chúc đồng chí Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các vị khách quốc tế, các vị đại biểu khách quý và toàn thể nhân dân mạnh khỏe, hạnh phúc và thành công. Xin trân trọng cảm ơn. Xin được trân trọng cảm ơn ông Tống Quang Thìn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Ninh Bình, Phó trưởng Ban Tổ chức kỷ niệm 1050 năm Nhà nước Đại Cổ Việt đã có bài phát biểu khai mạc buổi lễ ngày hôm nay. Thưa quý vị, sau những thông điệp đầu tiên khai mở chương trình này, chúng tôi không để cho tất cả quý vị và các bạn cùng chờ đợi lâu. Đây là lúc mà tất cả chúng ta cùng mong đợi giờ phút chính thức khai hội du lịch Tràng An 2018. Ban tổ chức trân trọng được giới thiệu và kính mời vị khách danh dự của sự kiện ngày hôm nay, đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam lên đánh trống khai hội Tràng An 2018. Trân trọng kính mời. Quý vị và các bạn, như vậy là những tiếng trống rộn rã tưng bừng đã được cất lên và như vậy đã chính thức đánh dấu rằng lễ hội Tràng An 2018 của chúng ta đã chính thức được diễn ra. Trân trọng cảm ơn đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đã đánh trống khai mạc lễ hội Tràng An 2018. Tất cả chúng ta hãy cùng dành một tràng thật nồng nhiệt để chúc mừng sự kiện này. Kính thưa quý vị đại biểu, thưa quý vị khách quý, đến với Ninh Bình là đến với di sản thế giới Tràng An, quần thể danh thắng kỳ vĩ, di sản hỗn hợp đầu tiên của Việt Nam và Đông Nam Á. Tràng An thực sự đã trở thành nơi mơ đến, chốn mong về của du khách trong và ngoài nước. Đến với Tràng An, du khách sẽ được trải nghiệm từng cung bậc cảm xúc, khám phá cội rễ xa xăm của sự sống nhân loại, tận hưởng vẻ đẹp thuần khiết và tinh túy, cùng một không khí thanh lọc và tự hào với những nét vàng son của lịch sử in đậm trong thế núi giáng sông. Quần thể danh thắng Tràng An có diện tích 6.226 hecta, vùng đệm có diện tích 6.026 hecta, chiếm gần như toàn bộ khối đá vôi Tràng An, tuổi địa chất khoảng hơn 250 triệu năm. Cùng với các quá trình đứt gãy, các hiện tượng biển tiến, biển thoái và kiến tạo nâng lên hạ xuống của vỏ trái đất đã làm cho điều kiện môi trường ở khu vực Hoa Lư có sự biến đổi liên tục, từ khí hậu khô lạnh sang ôn hòa mát mẻ và sau đó là nóng ấm hơn. Hệ sinh thái khu vực mang tính chất đa dạng với các thảm rừng nhiệt đới và á nhiệt đới bán thường xanh. Các nhà khoa học cũng chỉ ra rằng khu vực vịnh biển cổ Hoa Lư từng là cái nôi của người tiền sử và liên tục từ đó đến nay cuộc sống con người ở khu vực này gắn bó chặt chẽ với các đặc điểm, giá trị cũng như các quá trình tiến hóa địa chất, địa mạo. Sông nước, mây trời, núi ngàn biếc, thành cũ, điện đá, dấu son còn. Để nói về đất cố đô Hoa Lư thì muôn lời có lẽ vẫn chưa thỏa lòng. Hoa Lư xưa, kinh đô đầu tiên của nước Đại Cổ Việt. Hoa Lư này là một viên đá quý nằm trong di sản thế giới Tràng An. Kính thưa quý vị, Tràng An được tạo nên từ dòng sông chảy uốn lượn qua các dãy núi đá vôi, tạo thành vô vàn những hang động tự nhiên huyền ảo, kỳ bí. Chưa có một dòng sông nào như dòng Sào Khê, như một sợi dây xuyên suốt, truyền tải nét đẹp văn hóa lịch sử, các đền đài, miếu mạo, cùng những di sản phi vật thể của nhân loại
cũng được hội tụ trên dòng sông này. Núi là thành, sông là đường, hang động là cung điện. Hồn thiêng sông núi như hội tụ về đây, tạo cho Tràng An một vẻ đẹp tâm linh kỳ ảo. Và thưa tất cả quý vị, chúng ta đến với lễ hội Tràng An, quý khách sẽ được thưởng thức mỗi một loại hình sân khấu là một không gian văn hóa riêng biệt đặc sắc. Khi đi qua mỗi thung, mỗi khúc sông, mỗi hang động, chúng ta đều sẽ được thưởng thức những chương trình nghệ thuật độc đáo. Cầu mong an phúc.
lòng bao sao xuyên, quyền bí cổ xưa nơi chốn nước bồng lai. Lắm xa tiêm mõ kinh cầu, hòa trong thanh vắng đất trời mênh. Tình ca thương nhớ đầy vơi, ngọt ngào lời xuống.
đón ánh nắng ban mai quê mình, đón tiếng hát ngân nga vút cao, từng đàn chim trắng bay bay, từng ngọn cờ long bay bay, bay lên mái treo Tràng An, từng giọt mồ hôi em rơi bên mạn thuyền, tóc dài buông lơi em tôi mơ màng, bông hoa tím mong manh trôi trong nắng lung linh, cô gái cúc phương ơi má hồng môi xinh, cô gái cúc phương ơi ám ảnh người về về đây mai đinh xưa thắp nến nhang thơm bình yên trong tâm. Đón ánh nắng ban mai quê mình, đón tiếng hát ngân nga vút cao, từng đàn chim trắng bay bay, từng ngọn cờ long bay bay, bay lên mái treo Tràng An, từng giọt mồ hôi em rơi bên mạn thuyền, tóc dài buông lơi em tôi mơ màng, bông hoa tím mong manh trôi trong nắng lung linh, cô gái cúc phương ơi má hồng môi xinh, cô gái cúc phương ơi ám ảnh I'm
Động Thiên Tôn là di tích lịch sử văn hóa thuộc khu di tích cố đô Hoa Lư. Động nằm ở thị trấn Thiên Tôn, Hoa Lư, Ninh Bình, Việt Nam. Nếu như núi chùa Bái Đính thờ thần Cao Sơn là vị thần núi trấn ngự ở cửa ngõ phía tây vào thành Tây, hang động Tràng An thờ thần Quý Minh là vị thổ thần trấn ngự ở cửa ngõ phía nam vào thành Nam, thì động chùa Thiên Tôn là di tích thờ thần Thiên Tôn, là vị thiên thần trấn ngự ở cửa ngõ phía đông vào thành Đông của khu di tích cố đô Hoa Lư. Động Thiên Tôn thờ thần Thiên Tôn, vị thần trong truyền thuyết ở kinh đô Hoa Lư thế kỷ thứ 10. Tương truyền, trước khi đem quân đánh dẹp và thu phục 12 sứ quân, Đinh Bộ Lĩnh đã mang lễ vật vào tế lễ trong động. Sau khi lên ngôi vua, Đinh Tiên Hoàng Đế đóng đô ở Hoa Lư, ông đã cho xây cất nhà tiền tế và kính thiên đài là nơi tiếp đón các sứ thần nước ngoài trước khi vào kinh đô. Thần Thiên Tôn, thần Quý Minh cùng với thần Cao Sơn đều là những vị thần đại diện cho các sức mạnh siêu nhiên của trời, đất và núi, được thờ ở các cửa ngõ Hoa Lư tứ trấn để bảo vệ kinh đô theo quan niệm của người xưa. Thưa quý vị, vừa rồi là một điểm nhấn trong hành trình tham quan di sản thiên nhiên văn hóa Tràng An của năm nay 2018. Đó chính là Động Thiên Tôn với những câu chuyện lịch sử rất thú vị. Thưa quý vị, đây cũng chính là một trong những điều mà chúng tôi mong muốn quý vị đến với Tràng An, quý vị sẽ cùng cảm nhận dần dần qua mỗi một chuyến đi của quý vị. Vâng, và thưa quý vị, điều đặc biệt là đến với lễ hội Tràng An 2018 năm nay thì ban tổ chức cũng đã chào đón và tổ chức giao lưu văn hóa truyền thống với các nước khu vực ASEAN cùng hội tụ về Tràng An để khoe sắc. Và trên dòng sông Tràng An rực rỡ sắc màu văn hóa với những nét đẹp văn hóa cổ xưa xen lẫn với văn hóa dân tộc Việt Nam cùng những nét văn hóa đặc trưng tiêu biểu của các nước trong khu vực ASEAN. Chúng ta sẽ cùng chào đón những nét văn hóa ấy đến từ các nước Indonesia, Malaysia, Myanmar, Philippines và Singapore. Thưa quý vị, lễ hội Tràng An năm nay còn có sự tham gia của gần 100 nghệ sĩ đến từ các nước bạn trong khu vực ASEAN, đó là Malaysia, Indonesia, Philippines, Myanmar và Singapore. Thông qua các tiết mục được biểu diễn dọc theo dòng sông di sản Tràng An, các nghệ sĩ sẽ giới thiệu những nét đặc trưng trong văn hóa của đất nước mình. Cùng với đó, họ sẽ thể hiện những mơ ước về hòa bình, hợp tác, phát triển và thịnh vượng. Ngay bây giờ, mời quý vị hãy cùng chúng tôi thưởng thức những tiết mục nghệ thuật đặc sắc này. Mình đến phát được
đất ta đã nên nước non yêu đàn hồng thứ quê, mong chân lý đất ta đã nên nước lũ vì đàn hồng thứ quê. Nhưng xa xa đi, nhưng lấy như gà ra, ôi xa xa đi, lưu tiên đi. Nhìn xa ra nề, nhìn lấy gà ra, ôi xa xa đi, lưu tiên đi. Chấm phá trên dòng sông di sản Tràng An của chúng ta, có thể nói như vậy về con sông Sào Khê, nơi mà rất nhiều những bạn bè quốc tế đã đến với chúng ta. Nhân đây thì ban tổ chức của lễ hội Tràng An 2018 cũng xin được trân trọng cảm ơn các nghệ sĩ đến từ nhiều đoàn nghệ thuật của Đông Nam Á đã cùng về với Tràng An năm nay. Đó là đoàn nghệ thuật đến từ Tây Java, Indonesia, đoàn nghệ thuật Shining Kumintay, Philippines,
và nghệ thuật Myanmar, Học viện nghệ thuật Baskar Singapore và Malaysia. Trân trọng cảm ơn các nghệ sĩ. Hy vọng rằng dòng sông di sản của Việt Nam sẽ chuyên chở được nhiều hơn nữa những giá trị di sản của thế giới. Vâng, và thưa quý vị, với tầm vóc của một di sản thiên nhiên, một di sản văn hóa đã được UNESCO công nhận, thì chúng ta hoàn toàn có thể tự hào rằng danh thắng Tràng An xứng đáng là một tuyệt tác mà mẹ thiên nhiên đã ban tặng cho không chỉ người Việt Nam mà còn đối với bạn bè và du khách quốc tế nữa. Và chúng ta có thể thấy rằng là trong những năm gần đây, không chỉ có du khách quốc tế tới thăm Tràng An mà còn có rất nhiều các nhà làm phim đã lấy bối cảnh của Tràng An để làm chất liệu cho những tác phẩm của mình. Và thực sự điều đó khiến chúng ta một lần nữa cảm thấy vô cùng tự hào, bởi vì hình ảnh danh thắng Tràng An đã được đến với du khách cũng như là bạn bè trên khắp thế giới. Và thưa quý vị, ngày hôm nay thì một lần nữa khi chúng ta về với đất Ninh Bình, về với Tràng An thì niềm tự hào đó sẽ lại được nhân lên gấp bội phần. Tôi lời gửi bạn bốn phương, vui chân về với sắc hương Ninh Bình. Thank you.
trời cao xanh, ai nhuộm mây biếc xanh để sông vẫn êm trôi, một dòng thơ chảy vào lịch sử. Ai làm rơi câu thơ trên núi ngọc mỹ nhân, để lỡ chiều sông vẫn cầm câu chuyện tình đi qua thời gian. Đất thiêng ngàn năm trước có đồ xưa dựng nước, kinh đô Hoa Lư một thời vàng son, Hoa Lư hôm nay đại ngàn tỏa sáng. Xanh còn nghe đâu nơi đây rừng chuyên dung quang trung một thuở, phất phơ bông cờ lau vua đinh tuổi ấu thơ, tỏa sáng trời Hoa Lư vận nước đến rồi giáng sơn bình yên. Đất thiêng ngàn năm trước dựng nước, kinh đô Hoa Lư một thời vàng son, Hoa Lư hôm nay đại ngàn tỏa sáng. Tràng An ninh bình non nước thần tiên, Tràng An ninh bình thắp sáng ước mơ, Tràng An nơi dòng sông. Vô cùng quan trọng trong sự sống cũng như trong lao động sản xuất. Và vì vậy, lễ rước nước đề cao tinh thần và sức mạnh của vũ trụ và thiên nhiên, cùng với đó là ước mong mưa thuận gió hòa, mùa màng tốt tươi. Hơn thế nữa, theo quan niệm của ông cha ta xưa nay, về dự lễ hội Tràng An, tham gia lễ rước nước sẽ được thần long phù hộ, may mắn và mạnh khỏe quanh năm. Chính vì thế mà lễ hội đã thu hút được sự tham gia của hàng ngàn người. Thưa quý vị, điểm đến tiếp theo trong hành trình của chúng ta là Hành cung Vũ Lâm, căn cứ quân sự của nhà Trần khi xưa, nằm trong vùng lõi của quần thể danh thắng Tràng An. Hành cung Vũ Lâm là nơi mà các vua thời đầu của nhà Trần đã lập căn cứ địa để củng cố lực lượng phản công, bảo vệ nước Đại Việt trong cuộc kháng chiến chống quân Nguyên Mông
các vị vua Trần đã nhận ra được địa thế hiểm yếu của vùng rừng núi Ninh Bình. Cùng với hệ thống sông ngòi dày đặc, hệ thống hang động và núi non hùng vĩ, cùng với đó là rừng rậm rạp, đã tạo thành một nơi đắc địa để xây dựng một căn cứ lâu dài. Cùng với đền thờ Đức Thánh Quý Minh Đại Vương, thì hành cung Vũ Lâm cũng là một khu di tích nổi bật trong quần thể danh thắng Tràng An, hiện đang thu hút đông đảo khách du lịch. Hành cung Vũ Lâm vốn là một căn cứ quân sự thời Trần, được các vua nhà Trần làm căn cứ địa nhằm củng cố lực lượng, từ đó lập nên chiến công giải phóng Đại Việt trong cuộc kháng chiến đánh tan quân xâm lược Nguyên Mông lần thứ hai. Thưa quý vị, lễ hội Tràng An kết nối di sản cũng là nơi mà chúng ta có thể thưởng thức rất nhiều các loại hình nghệ thuật đậm đà bản sắc dân tộc đến từ nhiều vùng miền trên khắp cả nước. Có thể kể đến ở đây như không gian văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên, nhã nhạc cung đình Huế, hát then Bắc Cạn, dân ca quan họ Bắc Ninh hay những vũ điệu lời ca của đồng bào dân tộc thiểu số ở Hà Giang. Cùng với đó là nhiều loại hình nghệ thuật đặc sắc khác nữa. Nón quai thao trong tranh, áo dài thê tha đưa. Kìa là chị hai đi chạy hồ.
ASEAN, 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 ASEAN.
Thưa quý vị các bạn thân mến, trong không khí đa sắc của bạn bè ASEAN có mặt trong không gian của di sản Tràng An của chúng ta ngày hôm nay, chúng tôi xin được khép lại với một cái ký ức của tất cả chúng ta về sự ấm áp này. Rất nhiều tình cảm đến với Tràng An trong lễ hội Tràng An 2018. Vâng, và thưa quý vị, lễ khai mạc của chúng ta khép lại cũng chính là thời khắc mà chúng ta mở ra một chuỗi rất nhiều các sự kiện để quý vị và các bạn cùng đến với lễ hội Tràng An 2018. Và chúng tôi hy vọng là khi đến với Tràng An Ninh Bình trong năm 2018 thì quý vị sẽ có những giây phút trải nghiệm thực sự ý nghĩa và thú vị khi đến với nơi này. Một lần nữa, thưa quý vị, chương trình của chúng tôi xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.